Hello tất cả các bạn. Ngày hôm nay là nhân dịp 500 ngày của Đi với lại Bóng quen biết nhau. Thì ngày hôm nay sao? Tặng quà cho em hả? Woody với Bóng có hứa với nhau rồi. Là có nghĩa là nhân dịp 500 ngày, Bóng thích cái gì Woody tặng cái đó. Woody thích cái gì Bóng sẽ tặng cho Woody cái đó. Anh em thấy dữ không? Bóng thì Bóng bảo là Bóng thích Lego anh em à. Có nghĩa là mấy cái trò chơi xếp hình đó. Đấy. Không phải xếp hình đấy. Lego là mấy cái trò chơi xếp hình. Bóng thích xếp hình. Thành ra là tí nữa Woody sẽ dẫn Bóng đi mua đồ xếp hình sao. Còn bây giờ thì do là Woody không biết nghĩ gì anh em à. Nhưng mà tại vì hay chơi game thì ra bây giờ là chỉ có mua PC thôi. Thành ra là Bóng sẽ mua cho Woody một bộ PC để vừa gym với lại vừa chơi game. Cảm ơn em đi. Em đã mua đâu? Nhưng mà em cũng đồng ý để mua cho anh. Thì anh cũng mua, thì anh cũng mua cho em mà. Thì anh cảm ơn em đi. Vậy em cảm ơn anh đi. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Tụi mình đang ở trường đại học Vutech. Thì trong trường đại học Vutech sẽ có một cái boot. Nên này đọc là gì ta? Bóc. Một cái bot. Bot. Bot, B-O-T á đem, đúng không? Một cái bot, đây là của Tinh học ngôi sao. Thì lý do tại sao Woody với Bóng lại chọn Tinh học ngôi sao để mua PC. Thì tại vì Woody cũng mua rất là nhiều, thường rất mua rất là nhiều phụ kiện này kia nọ ở đây. Và đặc biệt ở Tinh học ngôi sao á, Woody nói ra thì chắc chắn anh em sẽ có để ý và có biết là giá của Tinh học ngôi sao sẽ lúc nào cũng thấp hơn so với lại giá thị trường hết. Vậy thì bây giờ mình sẽ vô xem bóc cái bot ở chỗ này nó sẽ có những gì nha. Ok. Hello anh. Dạ. Em muốn build PC. Dạ, hiện tại showroom của em á làm ra trường test là để phục vụ chủ yếu cho các bạn sinh viên. Vậy là muốn mua thì không phải mua ở đây anh. Dạ, đúng rồi, hiện tại ở gần đây sẽ có một cửa hàng. Vậy là một tí nữa mình sẽ qua một cái showroom chính của bên Tinh học Hoa Sao ở phía bên ở đâu anh? Dạ, 474 Điện Biên Phủ ạ. À 474 Điện Phủ, vậy là gần đây, tí nữa mình sẽ qua bển. Vậy thì cái bot chỗ này là chủ yếu là như nào anh? Dạ. Là để bán đồ cho mấy bạn sinh viên ở đây anh. Đúng rồi. Ở bot em á hiện tại có những dàn máy để phục vụ cho các bạn sinh viên. Okay. Như là các bạn có thể mượn máy để trải nghiệm máy, làm bài tập. À có nghĩa là bây giờ là trong trường đại học có cả một cái giống như cái showroom nhỏ nhỏ đi. Đấy kiểu vậy cho anh em có thể tới để mua những cái trang bị cần thiết để đi học nè. Xong rồi bàn phím đâu đủ hết. Và có những cái máy cho mọi người có thể ngồi để có thể làm đồ án, làm bài tập. Không, cái này hay, cái này rất hay. Tại vì nhiều khi vô lớp ví dụ như là thiếu file đó, thiếu cần sửa lại, xuống dưới đây cắm USB vô, sửa bài tập nhanh, đem lên. Rất là đỉnh nha anh em. Đấy, rất là hay. Ok, thì vậy thì ở đây thì chủ yếu là Tinh học ngôi sao họ làm ra là để họ phục vụ sinh viên là chủ yếu. Ok, vậy thì bây giờ mình với lại Bóng cùng với lại anh này sẽ qua bên trên Điện Biên Phủ showroom chính để chúng ta build máy PC cho ảnh nha anh em. Ok. Ok, bây giờ Woody với Bóng đã qua tới bên đây rồi anh em. Đây là showroom chính hả? Đây là showroom chính của bên Tinh học ngôi sao. Bây giờ mình sẽ vô để mình build cái PC nha anh em. Mặt hứng quá vậy. Đi lát. À đi với Woody có một lát mập nữa anh em à. Đây. Okay, chào anh, là mình cần hỗ trợ không anh? Tụi em muốn build PC. Build PC vậy? Dạ, okay. Trong game anh. Ok. Ồ, bên đây còn trưng bày cả men nữa nè anh em à. Cái này là cái gì vậy? Cái này hả? Cái này gọi là cái men. Là cái gì vậy? Là cái dùng để cắm nhiều thứ vào. Cắm nhiều thứ vào. Đúng không? Đúng rồi đó, cái này là gọi tiếng Việt là bo mạch chủ. Bo mạch chủ. Đấy. Vậy giờ em muốn build một cái PC dùng để chơi game với lại stream anh. Thì bình thường mình chơi game thì mình hay chơi game gì anh? Chắc là PUBG. PUBG thì bình stream thì khoảng thời gian stream mình có lâu không anh? Chắc cũng tầm 2-3 tiếng à. 2-3 tiếng đúng không? Rồi, mình vô trong ghế ngồi đi, em sẽ tư vấn cho mình cấu hình nha. Ok. Thì đầu tiên á thì bây giờ mình sẽ đến với cái phần đầu tiên, chọn Vega đi. Vega thì nói nôm na. Vega là cái màn hình. Đúng rồi. Màn hình thì thường thường mà stream bên em á, PUBG á thì ví dụ như em sẽ lấy khoảng tầm là 1660 Ti hoặc là 2060. Đúng rồi. Có còn gì nữa mà 3030 gì đó. À cái con 30 đó hả? Cái con 30 đó thì nó mới ra mắt đây khoảng tầm được 1 tháng hơn chút xíu. Thì đó là một trong những dòng card mới nhất của Nvidia hiện tại. 030. Chiếc 30. Một sự option cao hơn nữa đó là dòng 3090. À 3090 thì nói chung là con 3090 thì khỏi bàn rồi. Nói chung là nó là gần như là xịn nhất hiện tại bây giờ rồi. Con này ngon nè. Em không hiểu thì cái nào tốt thì lấy thôi. Thì nói chung là con này là rất là tốt rồi. Rất là tốt rồi. Thì lấy này đi. Đúng rồi. Và đặc biệt cái con này nè là nó sẽ có một cái bảng LCD để mình hiển thị nhiệt độ cũng như là hiển thị hình ảnh.
nó tự hiển thị hình. Nó mình sẽ cài đặt được. Ví dụ như mình muốn thì chị có thể để hình của chị lên đó cũng được. Ý được á, được á, được á. Được mà. Mình có thể để hình của mình lên trên đây được luôn. Ờ, vậy để hình anh với em lên là được á. Đúng, chính xác. Thì bây giờ mình đã chọn xong Vega rồi. Bây giờ mình sẽ tới những lĩnh vực tiếp theo. Thì mình sẽ tới là CPU nè, main nè, RAM nè, SSD, okay. Những cái linh kiện đi kèm ha. Rồi, okay. Thì tại vì mình chọn một con Vega của nó là một trong những dòng mạnh nhất hiện tại bây giờ rồi, cho nên là có nghĩa là những linh kiện đi kèm nó cũng sẽ phải tốt chút xíu, cao cấp chút xíu để mà đi kèm nó mới sử dụng hết hiệu năng. Ha, em có nghe nói nhu cầu hồi nãy là stream từ 2-3 tiếng á, thì phải thời gian cũng khá là lâu á, thì em quyết định chọn mình là một con i9 rồi, phải i9 nha đúng không? Đúng rồi, sẽ chọn i9 nha, i9 nha. Ừ, thì nói chung là nó sẽ tốt hơn, nó xịn hơn. Ngoài ra thì con chip này có thể nói là con chip mà mạnh nhất trong phân khúc hiện tại bây giờ. Mạnh nhất trong phân khúc luôn ha. Thì sẽ chọn mình là 19K. Ngoài ra thì em sẽ chọn cho mình một cái bo mạch chủ tương ứng với con chip đó, 5GB Z490 Aorus Pro AX. Về phần RAM á, thì em sẽ ưu tiên chọn cho mình một cái dòng của Galaxy, cái dòng của Galaxy. Thì cái con RAM này nè, có tên là dòng Hot Fam. Tiếp theo thì còn ổ cứng đi. Thì ổ cứng thì nói chung là anh stream thì có thể là sau khi mình stream xong mình sẽ lưu lại cái bản stream chứ đúng không ạ? Đúng rồi. Thì cái đó thì em sẽ chắc là em sẽ lấy cho mình một cái ổ cứng nó có dung lượng cao một tí. Ok. Để mà mình sử dụng nó thoải mái hơn. Ok. Ngoài ra thì về phần ổ cứng gì đó, ổ cứng gọi là ổ cứng cơ đó, ổ cứng HDD á. Thì em chắc có lẽ em sẽ chọn mình có tầm 2 tên. 2 tên dòng của Toshiba. Dạ. Cái con đó thì nó khá là bền. Và còn về cái cuối cùng là về cái nội công của nó đó. Về còn nội công của máy thì em sẽ chọn mình một cái nguồn. Thì tương ứng với con, nếu mà lấy con cái. Đúng rồi, tại vì mình lấy con này thì đúng mình rồi. Phải kéo theo những cái khác đúng không anh? Thì em sẽ lấy cho mình một con nguồn là 1200W Pentium của Cooler Master. Nói chung là 1200W là anh đã dư giả kéo con 3090 rồi. Okay. Đang tốt nhất luôn. Stream bao lâu cũng được. Còn tản nhiệt nữa. Tản nhiệt hả? Nói chung là về một cái bộ máy stream á, thì em sẽ cho mình hai option mà tối ưu nhất. Một là tản nhiệt nước all in one và hai là tản nhiệt nước custom. Nhưng mà theo em á thì mình nên xài custom. Đúng rồi. Lý do là tại vì custom á, mình cái điểm mà lợi hại nhất của nó là mình có thể quan sát được lượng nước mình đang có là bao nhiêu, để mà mình có thể kiểm soát là ví dụ như nước nó hết mình có thể chậm thêm. Nhưng mà nếu như mà mình build tải nhiệt nước á thì mình có thể chọn một cái cây nó rộng chút xíu. Nó bự tí. Rộng chút xíu. Bự hơn cái đó chút xíu. Thì về phần cây á thì bên em đang có một số mẫu ngoài đây á. Muốn đi xem. Ok, để em đi coi thử. Đây. Bên em mới về một con Antec. Cái này là mới anh. Ồ, cái này bự thôi. Mới nhất và hiện tại bây giờ là bên em cái như là con này là mới nhất luôn. Ok. Nó bự mới về ngày hôm qua luôn. Nhất. Con này là tên là con gì ta? Đây là con dòng. Đây là cái case này của hãng Antec ha. Antec của hãng Antec. Và cái tên của đây, Tower. Tower. Wow. Cái cây này thì nói chung á là nhìn cái đẹp nha. Nó rất là hầm hố. Thiết kế như chiếc xe vậy đó. Mình đi tải nhiệt nước là em đảm bảo đẹp. Thì em đảm bảo luôn sẽ đẹp. Này thì nó như tại cái con chạy màn hình mình rất là bự, cái con Vega mà rất là bự, cho nên là đi cái cây này nó cũng không có bị nhỏ đâu, nó rất là bự đó. Gắn vô nó sẽ rất là đẹp. Vậy rồi cây còn màn hình nữa anh? Màn hình hả? Thì màn hình bây giờ bên em sẽ có nhiều option cho mình lựa chọn á. Màn hình chắc là em sẽ lấy cái 360Hz. Hiện tại vì bên em có cái dòng mà ASUS có nó là 360Hz. Tại rip mập nó khoe nó có cái màn hình 240Hz anh em, nó bắn rồi nó bảo nó bắn hai mình. Với 360 đè tay nó. Tần số quét càng cao nó sẽ cho mình cái khả năng chơi game, đặc biệt là CS:GO á. Đúng rồi. Chơi càng. Vậy là anh lắp cho em coi tại đây luôn ha. Hiện tại bên em sẽ đi custom trực tiếp tại showroom của tụi em luôn. Ok. Em sẽ đi trực tiếp vào. Vậy nếu mà bình thường em không có ra đây á, em ở nhà á thì anh có đem về nhà luôn được không ta? Có luôn. Đem về nhà lắp tại nhà luôn. Đúng rồi. Bên em sẽ là khi mà anh ví dụ anh muốn mua máy online hoặc là bất cứ gì online thì mình có thể liên hệ số hotline của em để trên web cái phần cuối cùng. Dạ. Sau khi liên hệ số đó mình muốn đặt tiền máy và đặt bất cứ linh kiện gì thì bên em sẽ có người giao cho mình, cái gì mình máy sẽ có lắp tại nhà luôn. Cái dòng này á thì nó là ghi cho cái việc đó là cái cây Antec này nè, năm 2019 thôi đạt giải thưởng là cái cây design đẹp nhất. Design đẹp nhất. Ok. Vậy giờ đi với anh lên trên lắp máy thôi anh em à. Đấy, bây giờ luôn. Đó. Đây là i9 10900K.
Đây là GTX 3090 nè anh em. Đây là những cái quạt đó. Thì những cái dây này để dây ấy đúng không anh? Cái này là gì anh? Thứ năm qua đây vậy? À, đó là cái HDD của mình đó. À, hậu HDD, cứng cơ, hậu cứng cơ. Em lấy ra ngoài cho mình coi luôn. Đấy, hậu cứng cơ. Đây là gì ạ? Đây là cái về những món bên này nè. Đây, cái này là những cái món trong cái bộ tản nước custom à, trong cái bộ tản nước. Như cái này là cái block CPU. Tiêu cái hình mình unbox ra ha. À, có những cái ống nước nữa, không có tiêu hết ta. Cống nước đâu có tiêu hết ta. Đây. Ống nước thì nói chung là hàng custom bên em á, thì bên em đều xài đây. Những cái món mà của hãng hết. Như cái ống nước này thì em cũng đặc biệt xài cho mình là dòng Baro. Thôi, EK chứ, EK. Nó cũng xài ống nước luôn anh em à. Ống cứng ha. Ống cứng. Ủa, nãy em thấy nó uống mà. Cái này tí nữa mình sẽ uống trực tiếp. Ui, sao uống được ta? Mình sẽ dùng máy khò đó, mình sẽ dùng máy à, khò. À, có một cái máy khò để uống lại nữa anh em à, hay quá vậy ta. Cứng không? Cứng không? Cứng không? Cũng được hết, cứng nhưng mà uống được hết anh em à. Em thích nó mềm thì nó mềm, em nó cứng lại cứng thôi. Đúng không anh? Đúng. Hay gì ta? Thích mềm là mềm, thích cứng là cứng. Em thích mềm hay cứng? Mềm mềm đi. Nó nóng tí là nó mềm thôi. Nó nóng ra là nó mềm à. Rồi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lắp từng cái và khui bóc từng cái nha anh em. Đây là một cái mô mạch chủ. Mô mạch chủ. Đúng rồi. Là Z 490. Alright. Cái này là cùng máy luôn rồi đúng không anh? Nãy cùng với lại nãy mình mua máy luôn đúng không? Đúng rồi. Cùng là Alright chung với lại giống như cái cạc luôn. Chính xác. Để mình cầm một hát mình làm cái nó. Thôi mình rút qua đi. Làm máy làm sao đâu. Cầm tay nha. Cảm giác nó hôn mùi gì quá vậy ta? Mùi tiền anh. Wow, rồi ok anh. Mình đặt lên trên đây đi. Khi mình sợ nó có bị gì không? Không sao, khi em đắp máy thì tốt nhất sẽ đặt trên này để tránh nước hoặc là bất cứ cái gì nó bụi bẩn đó, mình cứ để lên cái thợ này đặt nhé. Chân này kia đúng rồi, mình để lên đây. Thì CPU mình sẽ có cái siêu chính hãng ở đây. Thì này dễ thương quá. Thì mình cứ mở đi. Rồi, thì cái cách để lấy cái này ra nè, mình sẽ bung cái hộp ra. Mới rớt tiền hả anh? Đó là con trời nhỏ xíu vậy mà đắt dữ người ta. Bao nhiêu vậy? 13 triệu. Gì? Hơn quá triệu quá. Này thôi mà 13 triệu quá. Có cái cục này mắc thôi. Vậy hả? Cục này 13 triệu thôi. Mắc không? Giống như trái tim vậy không? Giống như trái tim mình để trong tim. Bây giờ cái CPU này em chỉ mình lắp nha. Trong cái men của mình á, nó sẽ có cái gông như thế này. Cái gông như thế này, cái gông này để giữ cái con CPU của mình nè. Đầu tiên là anh cứ gạt, anh nhấn xuống nè. Mình sẽ gạt qua. Nhấn xuống gạt qua. Gạt cứ gạt thoải mái, gạt mạnh lên không sao đâu. Đây, tiếp theo thì lột siêu. Mày khá là sướng nha. Lột ra anh cứ thoải mái lột thì không sao đâu. Mạnh tay lên. Rồi xong, sạch sẽ. Rồi ha, bây giờ đây là cái SSD của mình ha. SSD. Em lấy cho mình một con Gigabyte Outrest luôn. Cũng là Outrest luôn. Cũng là Outrest luôn. Rồi, anh lột. SSD này đặc biệt là ráng là SSD M2. Cho nên là mình sẽ lắp trực tiếp trên men, không có thông qua dây. Nó sẽ gọn hơn. Rồi, giờ mình cứ anh cho mình lột cái này đi. Là cái siêu đúng rồi, cái là ở dưới nó sẽ là cái miếng dán tản nhiệt. À, cái này là tản nhiệt cho cái M2. Còn SSD thì anh này anh thấy không? Thì cái rãnh này nè, thì SSD nó sẽ có một cái lỗ khuyết ở bên trái ha. Thì mình sẽ căng cái lỗ khuyết này, mình cắm vô. Cắm vô như thế này ha, cắm vô đúng rồi đó, thì mình chặt vô. Rồi. Cho nó vô ha, xong hạ xuống. Thì trong cái men nó sẽ cho mình luôn một cái con ốc như thế này. Thế này ha, mình sẽ lấy cái ốc và dặn vào. Rồi, ok. SSD xong. Và cái này, tiếp theo mình sẽ lắp cái tản nhiệt
ở trên nó, lên trên thôi. Còn cái này thì anh xé xiên. Xé xiên. Xé xiên này cũng muốn nhìn nó chắc chắn dữ vậy ta. Nó như một viên gạch. Ra mình ở được cái đẹp ha. Ừ, ram này đẹp ghê đó. Ừ, tại vì mình đi cái keo màu trắng á, em cũng chọn cho mình một cái cặp ram màu trắng luôn. Mà đặc biệt con này bên em đang giảm giá tới 50% rồi. Chịu đúng cái khớp nè. Đặt đúng cái khớp nè, rồi nhấn hai tay xuống. Nhấn xuống, nhấn thoải mái làm sao đâu, không hay gì đâu. Ở lên, đây lên, rồi nhấn kia vô. Rồi, rồi tiếp luôn. Đây. Đây là nem giờ đây là con 3090. Aorus Master này mà 3090. Đó, nhưng mình có thể thấy là cái kích thước bề dày của nó đó, nó là gấp đôi những con kẹt bình thường. À, con này à, cái điểm mà ăn tiền mà đặc biệt nhất của nó là cái màn hình LCD như thế này. Đặc biệt nó sẽ hiển thị được hình ảnh cũng như là nhiệt độ cho mình, phần trăm sử dụng. Mà nếu như mình thích thì mình có thể để clip lên vẫn được. Để hình của nhau lên. Cái này mình cứ lòi thoải mái. Wow. Bóng 3090. Bóng từng con ốc luôn. Đây. Bên ngoài của con máy ở đây. Wow. Bây giờ thì cứ lắp kính vào thôi. Đúng rồi, lắp kính vào, lắp linh kiện vào. Wow. Cái này nó lắp sẵn cho mình này, chứ không phải là nhỏ. Đúng rồi, những cái này là thường thường lắp khi lắp máy mình sẽ tháo rời ra để mình dễ lắp hơn. Lấy này nhìn không? Ấy, nhưng mà nó giả đâu. Anh nhìn mắt là được A6, A6 D9 rồi. A6 là đẹp rồi. Có D9 rồi đây là đó.
anh em à, sau khi mà lắp ráp xong thì giờ mình đang ngồi để mình đợi tích bill anh em à. Một tí giờ bill cũng xong chưa nữa. Mà bill xong thì... Đây, đây, đây. Em ngã cắm đơn cho mình rồi đó. Cổng đời sẽ nằm bên trên kia. Cái gì vậy? Đọc đi. Đọc đi, đọc đi, đọc đi. Đọc. Cái gì? Đọc đi, Vinh Linh. Đọc lên. 14 triệu 9 nghìn. Anh nói gì còn mấy chục thôi mà sao tự nhiên nó chảy lên làm cái gì đấy? 21 triệu 400. 21 đọc lại. 21 triệu 499. Trời ơi, 121 triệu lận á. Gì? 121 triệu 449 nghìn. Ủa cái 3090 nó mắc gì vậy anh? Dạ cái 3090 á thì nó đã có giá. 3090 mắc dữ vậy ta? 3090 á 52 triệu 600. Bây giờ lỡ gánh luôn hết rồi đâu có trả lại được đâu. Tính tiền đâu vậy anh? À, mình vô bàn bên trong với em nha. Rồi. Thanh toán bằng cái gì đó. Có trả bằng không? Em chuyển khoản được thì chuyển khoản. Khi mình chuyển khoản thì sẽ không mất phí cả thẻ. Cả thẻ trên 3 triệu sẽ có mất phí, cho nên mình chuyển khoản thì chuyển khoản số tài khoản cho em thôi. Anh tính đến 1 giờ nó mới bàn ai bảo là chứ chẳng hạn là trước rồi đưa sao. 100 giờ em tính tiền cho anh 2 con trước đúng không? 100 giờ anh con trước thôi. Chẳng hạn là mất cơm mất hàng đấy. Giờ anh tập cái xe 500 ngàn cũng được. 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 Rồi bên em đã nhận được nha. Bên em đã nhận được 121.449.000 của mình rồi đó. Ok vậy tí nữa anh chuyển về địa chỉ của em nha. Dạ rồi. Địa chỉ em đưa, địa chỉ em rồi. Để em có địa chỉ rồi. Thế thì mình cứ gì? Nhà đi rồi bên chuyển qua cho mình ha. Dạ. 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 Thảo gì đâu. Em hứa mà tí mua bộ Lego. Yeah, cuối cùng thì cái máy cũng đã về nhà rồi. Các bạn đã thấy được là hai anh bên tin học ở sao họ đang ginh một cái máy rất là đồ sộ về nhà mình. Đó, rất là nặng luôn nha mọi người. Họ phải đi bằng cả chiếc ô tô luôn, bởi vì không thể di chuyển bằng xe máy hay này kia được. Rất là dễ bị hư hỏng. Đó. Cái PC này không là 121 triệu theo như các bạn nhìn trong cái bill. Ngoài ra mình còn đặt thêm một cái màn hình 360Hz nữa anh em. Anh em nghe mới không? Đó là con màn hình Asus 360Hz.
bên tin học họ phải bảo là mình, họ bảo với mình đó là họ phải kéo cái màn hình này từ nước ngoài về, và hiện tại nó đang nằm ngoài cảng, vài ngày nữa nó mới về. Cái màn hình 360Hz này là mình là người đầu tiên sử dụng ở Việt Nam luôn, tính cho tới thời điểm hiện tại. Các bạn thấy ghê không? Đó, cái màn hình đó là khoảng tầm 20 mấy triệu nữa thì phải. Cộng với cái PC này là rơi vào khoảng tầm 150 triệu nha anh em. Ngoài ra mình có đặt những cái thiết bị phụ trợ đi kèm nữa, ví dụ như là tai nghe, chuột bằng phím. Rồi một cái màn hình đeo nữa để mình edit video. Rồi một cái máy ảnh nữa để mình stream cho nó nét hơn nè, là cái ZV-1 này, cái đó khoảng 20 triệu nữa. Rồi HD Pro để mình stream 2 PC. Một vài thứ khác nữa, các bạn thấy được là tổng bill mình lên đến hơn tầm 200 triệu đồng rồi anh em à. Hơi bị dữ luôn, nhưng mà may mắn là mình bill PC ở bên tin học có sao nha. Thì mình nghĩ là cái giá này còn nhẹ. Các bạn thấy được là cái phòng này hơi bị xấu đúng không? Ngày hôm sau mình sẽ bắt đầu decor lại cái phòng này theo những cái hình mà mình thấy trên mạng này, các bạn nhìn thấy được phải không? Đó, cái phòng này ở bên nước ngoài thì phải rất là đẹp luôn. Và mình sẽ decor theo những cái phòng này, sau đó mình sẽ quay review lại cho anh em tất cả những thứ trong phòng mình, tất cả những cái tính năng của nó cho mọi người xem. Hãy đón xem cái video tiếp theo của mình nha. Cái video tiếp theo của mình sẽ là riêng về cái khuôn viên livestream của mình thôi. Mình sau khi mình decor cái phòng này xong nha anh em. Đó. Chúc anh em có một ngày vui vẻ. Nếu thấy thích thì hãy nhấn like và share nhé. Cảm ơn em rất là nhiều. À, còn cái này nữa mà mình quên. Đây là cái món quà mình mua tặng cho Bóng lại nè anh em. Tại vì Bóng bảo là Bóng thích chơi Lego thì mình mua hai món. Một món là búp bê anh em à. Đây, búp bê. Cái này thì mình mua tặng cho cháu của Bóng. Cùng đó là cái hộp Lego anh em à. Bóng bảo là Bóng thích chơi xếp hình Lego. Đó, các bạn đừng nghĩ bậy là đầu video nha. Cái này mình mua, mình nhớ không nhầm thì nó rơi vào đó khoảng tầm 1.2 triệu sao anh em à. 1.2 triệu sao á. Thôi, tính ra là mình mua cái Lego này mà mình đổi với lại cái PC 200 triệu nó hơi lỗ anh em nhờ. Hơi lỗ vậy ta. Lỗ quá anh em à. Có ai muốn đổi với tôi không nè?